qua xét nghiệm và chụp cắt lớp, chúng tôi xác định bệnh nhân đã bị u não và chỉ định mổ. Tuy nhiên, u nằm chèn vào dây thần kinh nên chúng tôi cần phải hội trần thêm để đưa ra phương án an toàn nhất. Hiện tại, nếu người nhà có nhu cầu có thể đưa bệnh nhân về nhà, chúng tôi sẽ liên lạc sau khi có kết quả hội trần. Chiến Trọ, tao đưa bố mày đến đây là xong việc rồi nhá. Ông bỏ tôi lúc này được. Tao còn có việc của tao nữa. Bà ơi, bà đói chưa? Chưa. Cũng đúng, nãy bán hết cả đĩa ngô cơ mà. Mát quá nhỉ? Dạ. Con chào bà. Chào anh. Nam phải không? Anh nhận nhầm người rồi. Sao lại thế? Là cháu còn gì? Bà ơi, con nhớ cái giọng sất sược của em kinh lên được ấy. Mà anh đi nửa vòng trái đất chưa gặp cô gái nào đặc biệt như em cả. Mà anh nghe nói em ở nước ngoài mà. Em về khi nào đấy? Sao em lại ở đây? Rồi, em là vợ sắp cưới của Hồng Long đúng không? Cái thằng lăng nhăng nó gọi cho anh báo là sắp lấy vợ, nhưng mà anh hỏi cô dâu là ai thì nó cứ dâu dâu diêm diếm. Thì ra là em à? Thú vị thật đấy. Hóa ra nó trải qua 5-7 mối tình mới nhận ra giá trị của em. Anh bớt tào lao đi được không? Vào nhà đi cháu. Từ anh vẫn còn chuyện nói mà. Kìa, anh không thấy thái độ của cháu tôi à? Bà ơi, con xin phép bà nói nốt với em một câu thôi ạ. Lâu lắm không gặp nhau, em cho anh cơ hội trả nợ em chuyện ngày xưa nhá. Nợ nần gì nhỉ? Vì anh mà em chảy máu dạ dày ấy. À, chuyện đấy qua lâu rồi, anh đừng nhắc lại nữa. Không được. Anh và thằng Long sắp tới làm rất nhiều dự án lớn, thế nên là sẽ có rất nhiều việc dành cho em. Đấy chính là cơ hội để anh trả nợ em mà. Công việc thì được. Công ty chúng tôi cũng mới thành lập, đang cần đối tác. Nhưng tuyệt đối không liên quan đến anh Long. Sao lại không liên quan? Em là vợ sắp cưới của nó cơ mà. Tôi ở đây là vì bà. Thế là anh vẫn còn cơ hội à? Mày theo tao làm gì? Tôi không có chỗ nào để đi nữa. Tao không muốn liên quan đến mày nữa. Tôi có thể là thằng lếch ra gì, nhưng 1,3 tỷ của tôi giúp anh làm được nhiều việc. Alo. Bác xuống chưa ạ? Bác xuống rồi. Bác xuống lúc nào mà không báo với cháu? À, bác có tí việc riêng ấy mà. À, hôm nay mấy anh em đang tụ tập, bác qua với bọn cháu đi, để cháu qua đón bác nhé. Gia đình nó vẫn là một cái gì đó rất xa xỉ và lầy lọ. Con bé mà ông nói là con thằng Tuấn đấy à? Mày hỏi làm gì?